Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Với những thương hiệu xe hạng sang thì một bản tiêu chuẩn nó có thể có giá khoảng hơn 6 tỷ một chút. Nhưng khi bạn chọn thêm những cái option cao cấp, những cái trang bị cao cấp thì nó có thể lên đến hơn chục tỷ. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những chiếc xe như vậy, Range Rover Sport bản HSE. Nếu như các bạn đã theo dõi chúng tôi giới thiệu về các cái dòng Range Rover rồi thì các bạn chắc chắn sẽ biết rằng Range Rover là thương hiệu hạng sang cao cấp của Land Rover và một thương hiệu rất huyền thoại, đúng không ạ? Và đối với dòng Range Rover này thì tùy chọn rất nhiều, từ bản SSE, HSE cho đến Autobio, SV vân 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 vân, quá nhiều, quá nhiều. Đó là lý do tại sao một chiếc xe có thể chọn thêm những cái trang bị nó lên tới vài tỷ đồng là như vậy. Vâng, quay trở lại chiếc Range Rover Sport ngay trước mắt quý vị và các bạn. Bản này có giá là 6,3 tỷ hơn một chút. Và với cái trang bị đã trang bị trên chiếc xe này là hơn 1 tỷ 8 thì tổng giá trị của nó là hơn 8 tỷ 1. Có lẽ rằng các bạn sẽ thắc mắc tại sao một chiếc xe mà lại có những cái trang bị nó đắt như vậy. Vâng, rất đơn giản, nó là hàng hiệu. Mà hàng hiệu thì chắc chắn rồi, mọi thứ nó đều phải xứng đáng với cái đẳng cấp của nó. Ví dụ như cái màu sơn này chẳng hạn. Màu sơn này là một trong những cái màu trong cái tùy chọn sơn cao cấp, có giá trị là khoảng hơn 190 triệu đồng cho một cái màu sơn như thế này. Đó. Và bạn đi dưới trời nắng, bạn đi dưới trời mưa, bạn đi dưới trời bão thì nó vẫn đẹp, đúng không ạ? Ngày nay thì kể cả Evoque, Vela cho đến Sport cho đến dòng thùng to như Range Rover thì có thiết kế khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên mỗi dòng xe đều có những cái sự thay đổi nhỏ tại các cái vùng chi tiết khác nhau để tạo nên cho cái đặc tính riêng của mỗi dòng xe. Ví dụ như chiếc xe này chẳng hạn, phần lưới tản nhiệt vẫn vậy, Range Rover vẫn vậy, đèn pha chút nữa mình trò chuyện. Nhưng phần cản dưới với những cái hốc gió rất lớn. Đó. Và có thiết kế kiểu như phong cách thể thao. Đối với cái bản SVR với trang bị hoặc là trang bị R Dynamic ấy, thì còn đẹp hơn nữa, với những cái gói Visual Pack và cái gói trang bị thể thao bên ngoài cũng rất là đáng giá. Tuy nhiên nó sẽ mang lại một cái vẻ đẹp khác. Có lẽ cái bản đấy chúng ta sẽ tìm hiểu trong một chương trình khác. Ngày hôm nay chúng ta hãy tập trung vào phiên bản này. Ok, cái đèn này là bản này được trang bị đèn LED Matrix, LED ma trận này ạ. Còn đối với các cái dòng Range Rover, bạn có 4 thì chọn đèn LED cao cấp, LED ma trận, LED pixel và cao cấp nhất là LED pixel laser. Vâng. Đối với cái dòng cao cấp nhất ấy thì là cái công nghệ đèn chiếu sáng laser ấy, thì nó kích hoạt hơn 80 km/h và có thể có khả năng chiếu sáng tới hơn nửa km, khoảng 500-600m gì đấy, 500-600m, các bạn hình dung nó xa tít mù khơi như thế nào, đúng không ạ? Và rất sáng. Và quan trọng nhất ấy là trên đó nó là công nghệ cực kỳ thông minh, nó là đèn thích ứng. Nó sẽ chia ra trục X và trục Y và nó sẽ cắt từng phần. Số bóng LED cũng khác. Ví dụ như trên LED cao cấp thì bạn có 24 bóng LED. Thì LED Matrix bạn có 44 bóng. Trên LED Pixel bạn có 142 bóng. Và trên LED Pixel Laser 144 bóng. Đèn này thì có bộ rửa pha ở đây. Và đối với những chiếc xe mang phong cách địa hình sang trọng nhưng vẫn địa hình lại còn thể thao thì những cái trang bị này cũng tương đối là quan trọng đấy ạ. Ở đây thì chúng ta có cam phía trước là cam 360, cam này đặt hơi thấp nhờ. Hai cảm biến trước, hai cảm biến góc. Cam này nếu mà đi đường bụi, đường bẩn thì chúng ta cũng phải lưu ý vệ sinh cho nó một chút. Ở đây không có cái rửa cam mặt trước cho nó tránh đỡ bẩn, và chúng ta cũng cố gắng là lái xe một cách an toàn cho đỡ va chạm, giảm thiểu những cái khả năng làm hỏng những cái camera và các cái cảm biến. Nên nhớ rằng hệ thống cam 360 cũng hơn 100 triệu đấy ạ. 100XX ạ. Đó. Trang bị trên những chiếc xe đẳng cấp, nó là hàng hiệu rồi cho nên rất đắt tiền. Cái thứ hai nữa, cái tùy chọn đối với những chiếc xe Range Rover cao cấp ấy thì cái phần mái vòm, cái phần trần này này, bản này là được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, có thể mở được, có thể trượt mở được. Và cái trang bị này nó cũng hơn 190 triệu. Khoảng 190 triệu. Đó. Một cái màu sơn này. Rồi. Một cái chân này này. Đó, đã khoảng 400 triệu rồi. Cam 360 hơn 100 nữa. Ồ,
Rồi bay ngay một chiếc xe hạng A cao cấp nhỉ. Thậm chí là loanh quanh sang B trừ rồi đấy. Đơn giản, tôi là hàng hiệu. Còn phần thiết kế của Range Rover nói chung, kể cả Range Rover Sport, các bạn sẽ thấy rằng nó rất khỏe, nó sang trọng và cũng rất thể thao. Và những cái đường gân từ phần nắp capo này chạy xuyên suốt ra phần sau tới đèn sau, nó là những cái đường nét cực kỳ đặc trưng trên tất cả những cái dòng xe Range Rover ngày nay. Phần mái vòm dốc ra phía sau rất khỏe khoắn. Bây giờ mình sẽ để nổ máy lên, bật đèn, mở nắp động cơ cho các bạn xem nhé. Trên cái dòng xe Range Rover Sport mới này thì sẽ sử dụng cái động cơ i6 thay vì cái động cơ V6, và công suất nó cũng lớn hơn. Bản này là 360 PS, tức là khoảng 355 mã lực. Là đơn vị của Anh ạ. Còn mã lực là HP, là đơn vị của Mỹ, theo tiêu chuẩn của Mỹ. Có một cái gì chọn bản động cơ cao cấp hơn, cũng là i6, vẫn là 3.0, nhưng bạn có 400 PS, tức khoảng 395 mã. Rồi, mời các bạn xem phần động cơ trước đi. Đó, khoang xe rất là kín, nổ rất êm. Có nắp che cách âm này. Quan trọng này, quan trọng thưa quý vị và các bạn này, cái nắp này, đấy các bạn xem, nó rất to nhưng nó rất nhẹ. Rất đặc biệt trên những chiếc xe Range Rover, tất cả khung gầm thân vỏ đều bằng hợp kim nhôm, kể cả lốc máy cũng bằng hợp kim nhôm. Nhôm là đắt tiền rồi ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái đèn pha lên ạ. Quan trọng nhất trong cái công nghệ LED để là nó sẽ đi theo cùng với cái tuổi thọ của chiếc xe ạ. Rất hay nhá. Cái này là cái mà cực kỳ hay trên Range Rover. Nên nhớ rằng tuổi thọ rất là quan trọng. Bạn chỉ trang bị một lần thôi. Đó. Chiếc xe này thì được trang bị bộ mâm 21 vành hợp kim nhôm. Tuy nhiên bạn có thể tùy chọn cái bộ mâm này với rất rất nhiều kiểu thiết kế, và có cái kích thước từ 19 đến 22. Và đâu đó có một cái bản mâm là đánh bóng, mài bóng còn bằng kim cương nữa. Đấy, về công nghệ chế tác tạo ra những sản phẩm đặc biệt thì công nghệ chế tác nó cũng đặc biệt. Ok, tất cả trên 4 cửa đều là cảm biến mở cửa thông minh hết, chỉ cần chạm vào và mở mà thôi. Và quan trọng nhất khi và đều là cửa hít ha các bạn. Đó, tất cả đều là cửa hít. Chiếc này chưa có bậc bệ bước nhỉ. Chiếc này chưa có bệ bước. Đối với cái bản HSE này thì cái độ cao của gầm là 213, và mình có thể nâng lên tối đa là 278, tức là cái độ thay đổi cái độ cao của gầm nó lên tới 65 mm, tức là khoảng 6,5 cm, tương đối là lớn. 278 gầm, độ cao của gầm thì tương đối là lớn đấy ạ. Rồi, kính trước. Đây ạ. Phần kính trước là kính hai lớp nhá. Có lớp keo ở giữa. Đó, kính này là kính cách âm. Kính phía sau đi. Kính phía sau nó có một cái đặc biệt hơn nữa. Nó có một cái điều đặc biệt hơn nữa. Mặc dù bạn thấy là một lớp mà thôi, nhưng mà nó là kính cường lực, cũng có tác dụng cách âm, nó sẽ bảo vệ những người ngồi sau tốt hơn. Kính cường lực. Đó. Cho nên nhiều khi chúng ta hãy nhìn công nghệ kính chứ đừng nhìn vào lớp. Vâng, mang những chiếc kính gì gì đấy mang ra ép với nhau thì đơn giản đúng không ạ? Quan trọng là cái vật liệu nó như thế nào. Chúng ta sẽ xem tiếp phần sau. Phần đuôi xe thì so với đời trước thì chỉnh lại về cái phần cản dưới nhiều. Trông nó liền khối, nó khỏe hơn. Vâng, cái tỷ lệ phần chụp ống bô này so với phần cản thì nó chiếm nhiều hơn đúng không ạ? 4 cảm biến sau. Cam lùi, có rửa cam sau. Đó, Sport HSE. À, để mình mở cái nắp cốp này. Rất đặc biệt, chiếc xe này có một điều rất rất đặc biệt là cấu hình 5+2. Nếu như xét về form xe thì sẽ cùng với cả XC90, cùng với cả X5, cùng với cả GLE. Nhưng bản này có giá gấp đôi ạ. Gần gấp đôi ạ. Và rất đặc biệt cấu hình 5+2. Cấu hình 5+2 với hai chiếc ghế hàng phía sau. Tất nhiên là
tương đối là nhỏ. Để mình xem nhá. Đây là cái bộ dụng cụ theo xe. Ok, mình có thể nâng hạ gầm ở đây. Đấy các bạn thấy không? Các bạn có thấy không? Cái gầm nó, đây mình đứng đến đây ạ, ngồi lên rất là dễ dàng đúng không? Nhưng khi nâng lên hết thì sao? Thì khi đấy, xin thưa với quý vị các bạn, chúng ta sẽ phải là trèo lên. Đây ạ, nó đã đến đây rồi và chắc chắn sẽ không ngồi như này được. Tác dụng của nó là chúng ta để đồ, lấy đồ rất dễ dàng. Hàng ghế sau thì chúng ta có thể điều chỉnh điện bằng đây ạ. Chúng ta có thể điều chỉnh điện ở đây để mở và gập. Đó. Thiết kế gọi là khít khìn khít. Mình còn chưa cần lấy cái vách ngăn chứa đồ này lên mà vẫn mở ra một cách gọn gàng, đúng không ạ? Đó. Và để xem. Wow. Rồi. Đây. Mở tượng trưng một cái nhá. Tựa đầu rất dài, rất cao và rất điệu. Cái quan trọng ấy là chiếc xe này có thể tùy biến từ 2 chỗ này, 3 chỗ, 4 chỗ, 5 chỗ, 6 chỗ, 7 chỗ. Và cái thể tích nó thay đổi từ khoảng gần 1.700 cho đến hơn 220 lít. Đấy là cái thể tích không gian chúng ta có thể tùy biến được mỗi khi thay đổi cái số chỗ ngồi. Nó rất là hay đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta hãy đèn đi các bạn. Vâng, phần đèn đuôi thì cũng rất là đẹp. Các bạn sẽ nhìn thấy từng cái chi tiết này. Nói về cái kiểu dáng thiết kế của Range Rover thì có lẽ là thương hiệu Range Rover là bị copy cái kiểu thiết kế là phải nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, để có được cái chất lượng, độ hoàn thiện và sử dụng cái vật liệu đẳng cấp thì không phải ai cũng làm được như Range Rover. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngồi vào những chiếc xe 6, 7, 8, 9, 10 tỷ, phong thái nó cũng phải tương xứng nhỉ. Phải nhẹ nhàng, phải êm ái đúng không ạ? Không được đập, không được ấy đúng không? Mọi thứ phải êm ái. Nói như vậy thôi, xe thì chúng ta cứ phải thử mạnh mẽ vào và không có ngại ngùng gì cả. Ok, về thiết kế khoang nội thất thì các bạn sẽ thấy rằng những cái đường cắt, những cái khối hình trên Range Rover thì bây giờ chiếc xe nào cũng tương đồng với nhau. Bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có một chiếc màn hình kỹ thuật số phía sau vô lăng 12,3 inch. Hai màn hình này gọi là Dual Touch Pro thì là 10 inch. Phần điều khiển, giao diện thì cũng quá quen thuộc rồi phải không ạ? Nhưng mà ra, nội thất ra trên chiếc xe này, trên chính cái Range Rover Sport HSE này thì thực sự là đẹp. Các bạn sẽ thấy một cái màu. Màu này được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Và da là da Windsor. Bạn có thể tùy chọn một cái da cao cấp hơn nữa là da Semi Anilite. Vâng, da đấy thì còn đẳng cấp hơn nữa. Trên và những cái họa tiết nó cũng tạo ra cái sự khác biệt về thẩm mỹ và đương nhiên rồi về da. Ví dụ như họa tiết kim cương thì cũng sẽ luôn là đắt hơn những cái kiểu lỗ thông gió bình thường. Đó. Còn chất thể thao các bạn sẽ thấy rằng với những cái chất thể thao thì bạn sẽ có phần da lộn ở đây. Và bạn để các bạn sẽ thấy nhá, trên cả bốn ghế đều có sưởi và sấy ghế. Đó, và có cả làm mát nữa, đây ạ. Cái tùy chọn này khoảng 150 triệu ạ. Khoảng 150 triệu ạ. Vâng, xin thưa với quý vị và bạn. Đó. Nhưng rất hay là trên cái bản tiêu chuẩn của Range Rover Sport HSE thì phần này cũng được ốp bằng da. Rất đẹp, da cực kỳ đẹp. Các bạn sẽ nhìn sang phần thành cửa bên kia. Phần da với những đường chỉ may, ốp phối giữa vân carbon và ốp nhôm, màng loa Meridian. Trang bị loa trên chiếc xe này là 17 loa Meridian, công suất là 825W. Và các bạn sẽ nhìn thấy từng cái phần màng loa nó rất là đẹp. Đấy, có lẽ là mình xin phép mở cái cửa sổ trời này ra. Cửa sổ trời này có trị giá gần 190 triệu, tôi đã nói với quý vị và các bạn rồi. Một khu villa, thực sự là vậy.
Trong chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục trải nghiệm chiếc Range Rover bản chủ cơ sở dài LVKB. Các bạn sẽ thấy rằng nó còn khủng khiếp hơn nữa với những cái trang bị. Rồi, chúng ta sẽ xem qua về phần điều khiển trên cái màn hình trong cái hệ thống Dual Touch Pro này. Navigation có. Bản này thì tôi chưa thấy cái tùy chọn kết nối Apple CarPlay. Cái đó cũng là tùy chọn, bạn có thể chọn bất kỳ cái gì vào. Giao diện điều khiển thì như mình đã nói rồi, mình thì mình vẫn thích rằng là sẽ nhóm theo các cái nhóm, ví dụ nhóm chức năng về drive mode, về vận hành, về media, rồi phần đèn vân vân, kiểu như thế thì dễ quản lý hơn. Tuy nhiên đây là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các cái Range Rover rồi. Bạn có thể điều khiển được cái độ ngả đấy, cái góc của màn hình để chống chói. Đó, bạn có thể thay được các cái màu nền vân vân rất nhiều. Có ambient light đấy, ambient light. Đó, rất rất nhiều màu độ sáng tương phản vân vân. Nhưng thứ mà tôi thích trên Range Rover này đó, là các thông tin khi mà chúng ta vận hành. Đó, độ nghiêng đấy, cách các cái thông số, cách hoạt động của cái hệ thống All-Wheel Drive, hệ thống dẫn động All-Wheel Drive đó, hướng rồi sen mode cam 360 đó, độ nét rất tốt. Tuy nhiên cam 360 này mình nghĩ sẽ phải còn làm tốt hơn nữa đối với cả Range Rover. Mình nghĩ vậy. Sẽ phải tốt hơn rất nhiều nữa về cái cách và cái cách tương tác với người. Tuy nhiên trang bị cam này cũng hơn 100 triệu nha các bạn. Bản này thì cũng chưa có cái hệ thống hỗ trợ ra vào chuồng. Cái đấy cũng là tùy chọn, bạn có thể tùy chọn được hết. Vâng, ở trên màn hình này thì bạn có thể điều khiển cái hệ thống điều hòa. Điều hòa trên chiếc xe này là 4 vùng độc lập. Cái trang bị này cũng là trang bị tùy chọn, tương đối là đắt tiền, và có hệ thống lọc không khí. Lọc không khí thì chúng ta sẽ mát mẻ hơn, thơm tho hơn, đúng không ạ? Và đây là hệ thống Terrain Response, tức là hệ thống thích ứng địa hình. Bản này chưa được trang bị cái Dynamic, R-Dynamic. Và cái Dynamic Mode đấy thì nó sẽ biến một chiếc xe SUV gầm cao có thể chạy trách được. Và mình rất mong một ngày nào đó sẽ được trải nghiệm bản Sport có chức năng đấy, và đặc biệt là bản SVR. Wow. Eco Normal, Gravel, Map và Sen Mode, những chức năng này chúng ta cũng đã tìm hiểu khá là nhiều rồi, đúng không ạ? Rồi, những cái màn hình này độ chạm thì tương đối là nhạy, tuy nhiên là nó hơi bị bóng. Đó, các bạn sẽ thể nhìn thấy này. Ở những nước mà sạch sẽ, ít bụi, vân vân, thì có lẽ là bộ màn hình này quá đẹp, quá tuyệt vời. Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta cũng nên giữ gìn, đúng không ạ? Đây, phần này ốp nhôm mang một phong cách rất thể thao nhá, nó khỏe. Đây, này cũng vậy, vân carbon. Và đối với cái bản Range Rover Sport thì sẽ không dùng cái núm xoay để chuyển số, mà dùng cần số kiểu shift command shift. Đó. Và số là cần số điện tử, hộp số 8 cấp. ESP ở đây hỗ trợ xuống dốc ở đây. Đó, các cái mode điều khiển chúng ta có thể điều khiển trực tiếp trên màn hình hoặc có thể xoay ở đây. Và mặc định là chúng ta sẽ nhấn xuống như thế này là sẽ chuyển về comfort. Đối với hệ thống Auto Terrain Response và cao cấp hơn thì nó có chế độ auto, nó tự thích ứng với tất cả các địa hình. Tôi đã chia sẻ rất nhiều rồi, phanh tay, auto hold các kiểu trên xe này có hết. Nhưng cái trang bị này cũng là một cái trang bị mất vài chục triệu. Đây ạ. Học lạnh. Dạ. Nếu như các bạn khát thì mình sẽ mời các bạn một ly chanh muối, được không ạ? Hoặc là một chai nước mát. Rất là mát ạ, các bạn sờ xem, mát vô cùng. Tuyệt vời. Lục lạnh này cũng trang bị đắt tiền, đắt bởi vì nó vật liệu và cách nó làm. Các cái khe cắm USB có hết ở đây ạ. Và một trong những cái rất hay trên những chiếc xe Range Rover, nếu như bạn đi đường dài, bạn không bao giờ thiếu các cái vị trí chứa đồ. Ngay cả đến những cái vị trí nhỏ nhất như chiếc chìa khóa này chẳng hạn, sẽ được đặt vừa vặn vào những cái vị trí như thế này. Đấy là giá trị của thương hiệu huyền thoại của một chiếc xe off-road hoặc mang phong cách adventure. Bên chiếc ghế lái tôi đang ngồi đây ấy, là điều khiển điện 16 hướng và nhớ 3 vị trí. Và phần điều khiển ở cái phần cửa kính điện đây, xin thưa quý vị ạ, rất là cảm ứng. Chúng ta cũng nên giữ gìn. Tôi chỉ sợ rằng nếu điều kiện mưa chúng ta mở ra mà
mưa nó lọt vào thì có gì đấy, có gì đấy cũng phải lo lắng đúng không ạ? Để cho em mình xem trên này nào. Trần, trần này là trần vải bình thường. Bạn có thể tùy chọn, chọn thêm những cái tùy chọn về trần da lộn. Tuy nhiên đó là một trong những cái trang bị khỏi là rất hiệu, rất đắt tiền của các dòng xe cao cấp, các thương hiệu xe cao cấp đều như vậy hết. Gương không viền chống chói hơn 8 tỷ đúng không ạ? Cũng phải có phong cách. Cửa hít là phải nhẹ nhàng. Tịch. Rồi, giá trị của chiếc xe này nó tương đương với chiếc LX570 đấy ạ. Và có lẽ là bạn sẽ phải wow lên khi mà tôi nói ra cái thông tin này. Hai chiếc màn hình giải trí cho hàng ghế sau. Hàng hiệu có trị giá 278 triệu. Có lẽ 218 triệu có lẽ. Không gian ngồi thì xin thưa với quý vị và bạn sẽ không phải nói được nhỉ. Rất rộng. Rất rộng đối với một chiếc xe có trục cơ sở lên tới gần 3 mét, gần 3 mét. Và chiều dài của tổng thể của chiếc xe này là hơn 4,8 m. Độ ngả rất tốt. Rồi, bạn có thể điều chỉnh cái độ đấy, như thế này. Đó, đó, đó. Và có thể tiến lùi. Tại sao lại phải tiến lùi như vậy? Vì chúng ta có hàng ghế cộng 2. Nên nhớ rằng cộng 2, 5 cộng 2 bằng 7, nhưng nó lại khác 7. Đây là một cái logic rất hay. Logic thiết kế và marketing của tất cả các hãng xe bây giờ. Da thì vẫn là da Windsor, họa tiết thì cũng tương tự hàng ghế trước và có thông gió, có sưởi. Một chiếc bệ tì tay rất đẳng cấp. Kể như mà phần hàng ghế sau này có điều khiển điện này, điều khiển rồi phần điều khiển màn hình giải trí các kiểu ở đây nữa thì đỉnh cao rồi đúng không? Đó. Wow, đây là một chiếc điều khiển màn hình. Chiếc điều khiển này điều khiển một gói trang bị 278 triệu nên chúng ta hãy giữ một cách rất cẩn thận nha. Ok. Và một chiếc xe all-wheel drive nổi tiếng, sàn phẳng lì. Bộ thảm này là cũng bộ thảm xịn. Bộ thảm này các bạn hãy giữ gìn cẩn thận, nó có trị giá hơn 17 triệu đấy ạ. Mình xin nói giá trị để các bạn hiểu, nắm thêm thông tin thôi. Đó. Và những chiếc ghế, vài ghế rất chắc. Xe sang không đập. Rất chắc chắn. Hệ thống điều hòa 4 vùng, ốp vân carbon, ốp nhôm bên này là theo kiểu phong cách thể thao. Khe cắm HDMI, hai khe cắm USB đầy đủ. Đầu tàu đây, đầu 12V đây. Không thiếu một thứ gì. Ok, cửa gió hàng ghế thứ hai thì bạn có ngay ở phía trên đầu này. Đó, bạn có cả phía trước. Với những chiếc xe nhiều tỷ, đừng bao giờ chúng ta phải lăn tăn đối với các cửa gió ở hàng ghế sau đúng không ạ? Rất rất nhiều đèn đọc sách. Tay nắm lửa, mọi thứ rất nhẹ nhàng êm ái. Bây giờ mình sẽ bước ra hàng ghế thứ ba để xem hàng ghế cộng 2 này phù hợp. À, trước khi thì bước ra hàng ghế sau thì xin giới thiệu với quý vị đôi màn hình hơn 278 triệu đây ạ. Các chức năng đó, bạn có thể đây ạ, sưởi, à xin lỗi, làm mát, sưởi ở đây nhá. Đấy, rồi quay về màn hình trang chủ, theo dõi nhiệt độ. Anh tài xế đưa tôi đi đâu đấy, đi đâu đấy thì chúng ta phải nhìn vào đây là cũng có hết đó, phần điều khiển media vân vân. Ok, bây giờ mình sẽ ra hàng ghế sau. Thực ra chia sẻ với quý vị và bạn, tôi rất lười ra hàng ghế cộng 2 của tất cả các cái mẫu xe có trên thị trường. Nhưng mà khi mà đưa video lên thì anh em cũng mắng cho nên thôi. Phục vụ anh em ạ, phục vụ anh em là số 1. Thế là yêu lắm rồi, ok. Vâng, với cái hàng ghế thứ ba này sẽ các bạn sẽ thấy rằng nó tương đối nhỏ. Ngay cả cái kích thước ghế này chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là vị trí ngồi của những bạn nhỏ và khoảng 7, 8, 9, 10 tuổi thì phù hợp hơn. Còn ví dụ như hàng ghế này nếu mà đẩy như thế này thì tôi đã ngồi không còn vị trí ngồi nữa rồi. Tức là mình phải ngồi nghiêng như thế này. Tôi sẽ nhờ một bạn Duy. Duy kéo cái này lên, đấy đẩy lên. Cái ghế ở hàng ghế thứ hai này rất dày, rất đẹp. Đó, nếu như chúng ta nới lên thì có thể ngồi được. Đi một cái hành trình ngắn thì là đủ. Và động cơ của Range Rover Sport bản mới này sẽ sử dụng cái động cơ Ignium i6 thay vì V6 trước kia và dung tích là 3.0.
Tuy nhiên cái đầu ra công suất thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Bản có 400 PS hoặc như cái bản này là 360 PS. Vâng, mỗi bản trừ đi 4 hoặc 5 đơn vị đi thì nó ra mã lực đấy ạ. Và PS là đơn vị của Anh. Còn HP mã lực là đơn vị của theo tiêu chuẩn của Hiệp hội ô tô Mỹ SIE. Cách đo thì nó có một chút gì đấy là tương đối là lệch, cho nên là đấy, các bạn hiểu ý thôi gì đó. Ok, vâng, moment xoắn cực đại là một trong những chỉ số cực kỳ quan trọng đối với những cái dòng xe như thế này. Vâng, dòng moment xoắn nếu như đời trước bản 3.0 là 450 thì bản này đã là 495. Vâng, tất cả các chỉ số đều đã được điều chỉnh tăng lên rồi. Và với Range Rover Sport, thực ra là mình rất kỳ vọng là có được trang bị cái Dynamic Mode, tức là cái chế độ lái năng động đấy ạ, thể thao đấy ạ. Nhưng bản này lại chưa có. Nhưng mà dù sao thì đã một công mang dây logic đi rồi thì mình sẽ thử tăng tốc. Điều kiện đường ở đây thì nó sẽ khó mà tiêu chuẩn được. Tuy nhiên sẽ cố gắng gửi tới quý vị và các bạn những cái chỉ số thực sự nha. Ok, bây giờ dây logic và mình có một cái check timer đây. Mình cũng sẽ bấm. Ok, đúng không ạ? Khi nào bắt đầu là cũng sẽ bấm. Đến 1 km sẽ báo là trong vòng bao nhiêu giây nhá. Hy vọng là đường đủ. Garmin thì chắc là sẽ đo chính xác. Ok, nhưng quan trọng nhất là cái chỉ số về 0 đến 100 km/h. Chế độ S. Ôi, lên ạ. Wow. Vâng, số 2 lên số 3 rất nhanh. Rồi, lên nào. Wow. Một chiếc xe có trọng lượng, khối lượng lên tới 2,2 tấn và tăng tốc 9 giây. Khả năng là đang có đồ. Mình sẽ thử lại theo một cái chiều ngược lại. Lúc nãy là đang để cái ngắt động cơ, nó sẽ mất một chút thời gian. Bây giờ mình sẽ thử lại nhá. Ok, hãy hiểu mình. Nên nhớ là mình để ở chế độ S. Ok, mình sẽ đề pa theo một cách rất là thông thường, thuần túy thôi. Đạp lên ạ. Đó. Rồi, 1 đến 2 rất nhanh. Wow, gần 7.000 mới tua. Không phải giảm. Máy thì nghe khỏe hơn. Rồi, lần này thì chắc chắn là nhanh hơn. 8,5 giây. Vâng, thưa quý vị và bạn, đối với những chiếc xe Range Rover có giá 7, 8, 9, 10, 11, 12 tỷ thì chạy cảm giác như thế nào? Thì xin thưa với quý vị và bạn là sướng, chưa đủ. Rất sướng, rất đã, cực sướng. Nếu như, và đặc biệt là ngày hôm nay này, mình đang đi qua một cơn áp thấp, mưa rất lớn trên đường cao tốc Hải Phòng xuống Quảng Ninh. Thì mình có sử dụng cái hệ thống Adaptive Cruise Control. Cái này là một cái rất hay nếu mà trong cái điều kiện mưa hoặc là bụi, cái tầm quan sát kém thì mình bật nó lên. Thì mắt mình không thấy nhưng cảm biến nó đọc được. Thế suy ra là mình sẽ kiểm soát cái khoảng cách an toàn với xe phía trước tốt hơn rất nhiều. Đó. Cái thứ hai là đối với những chiếc xe Land Rover ấy, cái khung gầm, cái công nghệ khung gầm nó rất tốt. Và đi nó cứ đè xuống đường. Đây, các bạn nhìn xem, một cái không gian ngồi này, vùng quan sát bên phía trước, gương chiếu hậu, gương hai bên, nó rất rộng, trụ chữ A thì lại rất bé. Và một tư thế ngồi phải nói là quá hoành tráng để có thể mà lái. Bạn có thể chọn rất rất nhiều tư thế. Đây, bạn có thể kéo cái này lên, xoay cái này vào đây thì để tạo thành cái nghỉ tốt hơn. Thậm chí nếu không thì bạn có thể gác lại đây. Nếu như có một người bạn bên cạnh này nữa thì có thể là có thể tình cảm hơn bằng nhiều cách khác nhau, đúng không ạ? Và khi đối với cái động cơ i6 này này thì mình nghe cái tiếng động cơ nó cũng khỏe, nghe tiếng bô nó cũng sướng. Và đà đạp nó cảm nhận như là bớt trễ hơn so với cái động cơ 3.0 ngày xưa. Đó, và cái hộp số 8 cấp. Hộp số 8 cấp thì chuyển phải nói là quá êm ạ. Và đội ví dụ như để đê để mình đạp thì không biết nó lên như thế nào đâu. Nhích nhẹ cái thôi. Nhẹ. Cái điểm chuyển số của nó rất là ngọt. Còn đối với chiếc xe này thì có cái cần số kiểu như ship, common ship. Đây, bạn đẩy sang S và các bạn có thể xem các cái cấp số tốc độ ở trên cái màn hình HUD, màn hình trên kính lái, có cả navigation luôn. Nghe tiếng bô thích không? Ví dụ mình về số 5 nhá,
Đó. Và bạn cũng có thể dùng lẫy như thế này. Đó. Peng, peng, đúng không? Đúng kiểu như phong cách xe đua là giật xuống để lên số và đẩy lên để về số, kiểu đúng hộp số tuần tự. Peng, peng, peng và peng, peng, peng. Vâng, tại sao mà tôi luôn nói về cái hệ thống Auto Terrain Response, cái hệ thống thích ứng địa hình và hỗ trợ đi địa hình, thì phải nói đó là một cái tạo nên một cái thương hiệu huyền thoại của Land Rover và Range Rover là thương hiệu hàng sang. Ví dụ như thế này nhá, bạn có thể vẫn chọn được này, bạn chọn sang từ Normal này, sang Grass Gravel này, đường sỏi này, sang Snow cũng có này, và Sand, đường bùn đó, và đường Sand, tất cả đều là chọn rất nhanh. Nó không có hiện tượng kiểu như là hay chúng ta hay nói là sợ là bị dính cầu hay như thế nào, không. Đó. Và đối với các cái hệ thống thích ứng địa hình kiểu như thế này thì đúng là thích ứng thật, bởi vì khi mà bạn nhìn trên cả cái màn hình head up display đó, thì ví dụ sang này, lập tức là các màn hình nó hiển thị về độ nghiêng rồi hướng đi ngay ở phía trên ạ. Đối với cái hệ thống Adaptive Cruise Control trên các cái dòng Land Rover và Range Rover, nó có một cái đẳng cấp như thế này, thưa quý vị và các bạn. Ví dụ như là thông thường các cái xe khác ấy, thì nó sẽ cái Adaptive hoặc là cái Cruise Control nó sẽ hủy dưới 30 km/h. Tuy nhiên là với Range Rover thì đặc biệt là chiếc Range Rover Sport này, nó từ 0 rồi. Bây giờ mình sẽ thử nhá, chiếc xe phía trước nào. Rồi, chiếc xe phía trước, bây giờ mình đang cài đặt tốc độ đồng hồ là bộ 56 đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cho giảm dưới 30 và mình sẽ phanh chết về không, điều gì sẽ xảy ra. Duy ơi, em giảm tốc độ xuống dưới 30 đi. Bám vào làn trong cùng, làn an toàn nhất. Sau đấy có thể dừng tại cái vị trí được phép đỗ thì dừng về không để xem điều gì sẽ xảy ra. Đó, các bạn sẽ thấy cái hệ thống hoạt động nó rất là mượt. Đó, dưới rồi, dưới 30 rồi. Tiến lên một chút đi, điểm dừng phía trên chúng ta sẽ dừng về không xem điều gì sẽ xảy ra. Các bạn hãy xem nhé. Chiếc xe Navara phía trước phanh về không, chân tôi bỏ ra rồi. Đây ạ. Đây ạ. Đó. Rồi, phanh về đi. Phanh về, phanh 10, 8, 7, 6, 5, 3, 3, 2, 1, 0. Rồi, chiếc xe đã đứng im. Bây giờ Navara bắt đầu, Duy bắt đầu tiến lên đi. Để kích hoạt lại, bạn nhấn nhẹ vào chân ga và lập tức xe sẽ bám theo. Duy an toàn, Duy xin sinh an ra dần đi. Chiếc xe này nó sẽ bám dai như đỉa. Đây tôi gọi là bám dai như đỉa. Đấy, tốc độ màn hình nhá, bạn vẫn nhìn thấy là 56. Rồi, mình sẽ vượt qua ngưỡng 30 đi xem điều gì sẽ xảy ra, thậm chí đến 100 đi nếu mà cho phép. Đó, lên, lên. Cứ thế nó theo rồi. Sướng chưa ạ? Đây là cái hệ thống Adaptive Cruise Control cực kỳ đẳng cấp trên Range Rover nói chung và Range Rover Sport nói riêng. Và còn chần chờ gì nữa, để tiếp tục theo dõi những cái chương trình chúng tôi giới thiệu đánh giá về những cái sản phẩm mang thương hiệu Range Rover có giá trị 7, 8, 9, hơn chục tỷ, thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh giúp mình. Và nếu như có ý kiến trao đổi thảo luận hơn với chúng tôi thì vui lòng hãy comment ngay bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên bang 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 nha.